quite a fit man, hopefully. It's been? Yeah, it's been. Oh, way too long for my flow down. Let down so many, but a wire. Giờ nó cho nó chơi rồi phiêu lên rồi nó sướng lên. Finally, little one, but nice. Oof, it's really fun. Đẹp. Cái này xây ấy hơn hả? Mà mình mạnh hơn hả? Khó hả? Còn cứng á. Chả cá các bạn ơi, chả cá ngay bên đây. Hôm giờ đi câu cá hồi ăn đủ món. Cá mực nắng, phơi mực nắng, chiên, cá kho, cá canh chua, đầu cá bữa nay làm chả cá nữa. Mùa này là ngày nào cũng có cá hồi. Mùa thu, tức là mùa thu là lá vàng nó rơi gần hết cây luôn nè. Mới cái mấy tuần lạnh maximum luôn. Đúng là thời tiết Canada bất chợt. Ngày nắng, ngày mưa, ngày lạnh. Hôm nay lạnh và gió mưa lắm các bạn ơi. Bởi vì không có đi câu. Đứng ở trong nhà dòm thấy ê người nó bước ra ngồi chắc chết. Lá vàng rơi hết rồi. Tiêu điều qua lá rồi. Mùa thu ẩm ướt. Không dám ra ngoài luôn. Sâu vườn nè. Lá rụng gần hết rồi. À, trên cây cao cái lá rụng gần hết rồi. Chỉ còn mấy cây trúc của mình thôi. Tiêu điều. Hôm giờ câu cá về cũng nhiều. Rồi làm chả. Làm chả chiên, bữa nay làm chả không có chiên để tươi nhúng thử coi. Hôm nay nhúng lẩu ủ qua coi. Này mới sắc xong rồi. Nấm cải xanh ủ qua, này là ủ qua sắc mỏng để xào với thịt nai nè. Đây. Mình chả cá hồi nè. Đó. Mình làm sẵn rồi, giờ mình chút xíu mình nhúng. Nhúng với... lẩu, thịt nai, xào ủ qua, đây. Với trứng cá nữa, dân trứng cá đó các bạn ơi, trứng cá hồi nữa, nhiều đây sưởi ấm ngày lạnh nữa. Bữa nay đồng đội tới trễ quá, mình bắt cái này cho nó nóng bỏ vô trước các bạn ơi, tới có ăn liền. Đây, chả cá ra đã. Mới làm có một phần thôi á, ăn hết rồi làm nữa. Giờ ổng phiên xào nai.
chào tới đâu ăn tới đó các bạn ơi, chào ít thôi, chào phần thôi, rồi chút xíu nữa có gì chào nữa nó mới ngon, nóng mới ngon. Xào một lần để ăn không hết nó nguội hết. Đây cổ tài luôn, vừa xào nai vừa làm chả cá luôn. Hả? Chị Phượng xuống giờ chị uống chút nữa, chị phê này bưng ra dặn lửa, mày thấy lâu quá, bây giờ anh mày làm cái chỗ này cho nó nóng rồi, bây giờ bật lửa lên cho nấm nó rau rồi nó chín. Ra kia vậy? Xào tới đâu ăn tới đó, xào một nửa này cũng thiếu, nó xào nữa nữa nó ấy ăn cũng ngon. Đây là thịt nai xào của quê hôm qua các bạn, không bây giờ thèm cái này lắm, mà bữa mưa hôm qua không có, bữa nay mới có, mưa gió bão bùng. Uống trà chè đi, ăn lẩu uống chè cho ấm chút xíu bia. Đúng là mùa đông xong rồi, mưa này là mưa nguyên tuần luôn á, mưa nguyên tuần luôn á, hình như thứ năm gì đó mới ấy á. Rồi, xong một món. Ơ, thịt này mình nhổ thôi má là luôn. Đây. Món cái món gì vậy? Món mới. Bỏ chính giữa. Bỏ xuống nước chạy. Yeah. Còn cái kia là mình gấp mình ăn thôi. Đây là chờ rau chín là tắt là quất thôi. Uống sực ghê. Cái đó cội quay chín chưa? Chín hả? Ok, vậy tắt đây. Tắt đây, bên đây. Bỏ cái kia lên. Dạ. Đâu chế hả? Chế sực ghê vô đây. Đem về ổng. Dưới này cho ba làm giống hả? Đồ ăn. Cô giúp lấy mấy trái nhiều đó. Giống. Rồi chừng muốn giống thì cho thôi. Cái đấy mình để làm giống được không? No, để đi cho vô. Giống để đi cho vô bây giờ vô mất con công vô sinh nữa. Để tháng tư. Mùa năm nay sao su bự nè. Có đây bự đố rồi. Su nhà bự lắm đúng không? Su bự lắm. Vâng. Ừ. Chu si. Bự vô được có mấy trái. Ờ nhưng mà mình thấy này cũng bự nè. No, chu si, cái trái bự gì nè, nó cay rồi bỏ cái đó làm giống. Thử coi. Thử ăn trứng không, lấy trứng thôi. Không đứng hết, giờ ăn này hả? Okay. Thử mồi của mình xào đứng hết. Còn các bạn nữa em. Rồi có miếng dai, có miếng ấy. Nó mềm. Lâu xào này ăn hấp dẫn lắm.
Kê không? Mùi dịu kê không? Ừ. Tôi muốn cho kê. Mà các bạn mưa. Lạnh trời mới đi mà lạnh được chứ. Không mà trời mưa thì ít lạnh. Mà trời nắng á. Cũng lạnh ác nữa. Cái này đỡ. Đúng rồi. Đúng rồi, lạnh dữ. Tại trời nắng á. Trà cá bên kia. Không, trà cá bà, thường thường mình bỏ lúc này ít cái dai mà làm dai lắm, ngon lắm. Ừ, đã. Rồi, đó. Nếu mà như vừa vừa vậy, vừa bẻ nó ăn non mà nhiều trái. Còn mà vừa để nó bự quá, nó đâu có trái gì mình đâu. Mình bỏ bánh trái rồi, mình bỏ vô đây luôn. Ừ, không. Ừ, ngon. Ủa, hả? Mày giống cái thất lát này không? Ừ, mày không làm dai lắm. Ngon. Thử miếng chả coi. Ngon. Mày không làm dai lắm. Mời các bạn biết. Thường thường mình phân tí xíu giống như mấy đường kia còn dai nữa. Mình thường thường cá mình bỏ vô thì nó cái dai bằng cái này ok nè. Để mày thử miếng. Mời các bạn biết chả cá hồi kìa. Lẩu bút qua. Phần chút xíu nó mới dai mới ngon. Này cũng chưa được dai gì mấy. Chú xào vô bỏ nửa muỗng rau hào vô. Mỗi lần đi xào 4 5 trái chỗ đó ăn hết là 4 5 trái ăn hết. Đã các bạn. Chị lên cái lá này. Chú xong. Hỏi chú bỏ nhớ bỏ dầu hào vô nó đậm đà hơn. Giống như người ta cải lạng với dầu hào á. It's really good dầu hào á. Nhớ thử. Ăn quả cũng đi ngon. Không tình nay ăn có bánh tráng nữa ok đó Giang. Hả? Nói sao vậy mà tương lai chứ. Phản với Mỹ là nó đã thâu vô làm phê nó. Bây giờ là hai phê luôn. Khi mà nó để làm phê là bắt đầu nó cung cấp ra loại của nó. Đây đúng rồi. Cuối cùng. Làm để đi qua đi thì đi lễ đi qua đi lễ đổi lễ đồ qua đi lễ qua đi lễ qua đi đi làm như thế mình đem đi nóng cuối để cuối nó bị quán lấy cái bị á bỏ cái bị á rồi hay quên mình cái này quên nhắc phải nhắc lại nhớ mày bỏ xuống sợ lắm nữa cơ bị mười lon nó làm vô bị mười lon đi cái này gì gọi gì còn nữa gọi bánh tráng chỗ xịt đó bánh tráng nhỏ nhỏ dụng dụng để mày làm này nè đó cũng mong nó mua chỗ mềm lắm bánh tráng này ngon bánh tráng sẽ làm được mà giống vậy hả nó mỏng lắm hả nó bây giờ mình mới bỏ vô ngán ngán thì ăn miếng xoài nó bất ngán được không ngon hả được không biết được không biết được trời ơi mấy nó làm ở dưới nó ăn quá chừng đẹp á muốn quên ăn mấy dĩa ba dĩa muối đậu giờ có muối đậu rồi đấy để chua đây em tưởng cái này ngon con rút thì cá con rút mà sợ chua thì bên đây thích là chua hơn hơi gay đúng không mùi mà nó mùi nhớ xào thịt nai này là phải sắc nó cũng nó mỏng vậy nè xào nó mới được cái gì vậy là rất quất rồi được không nhớ là giúp cũng trời không cái trái nó già cũng gần chín rồi. Cái già á. Mùa này nó vậy. Mùa này mùa cái trái. Ăn miếng quế giờ mua không? Ừ, không kẹp miếng quế ăn miếng này kẹp miếng xài vô. Đó vậy mà ngon á. Đặc trưng với mình ăn nhộng chứ không biết ăn nhộng gì luôn. Biết. Bên này mình biết nấu với cái quần lại như đó. Không dám biết món đâu. Bữa bà cô Dung bà mua trứng gà của cái tụi nào trên mạng hả? Trứng gà lộn á.
vừa được chấm chấm như 152 148 ngay ngay chỗ đó bài gì chết rồi 148 thường mình ra sau mình lấy rồi á mình biết đấy đó bà có 148 nữa để cho mày mâm bà hỏi bà mua bà ăn chứ ngoại mi à, lâu lâu có bà nói tại vì bà mấy đứa nhỏ nó thèm con cũng theo hình nó xinh á bà nói mua lông nó dở như hạch vậy ừ. Ba chục lần đây chứ trời đất ơi má lúc nó để lâu không chết nữa ừ. Bữa nãy bà hỏi xong nó để hỏi chú xì là bữa thấy chú xì con Dung nó mua ngon á chú gà lộn á mà bè 152 trăm bà cua tỷ tỷ phải chị lên trên nhà bé yên lắm sau cũng được à bây giờ bà đó mà Dung cũng mua đấy bốn trăm năm hai là cái chỗ tới lại lấy sợ lên thôi chạy lên trên nước ép lên chỗ tới nhà bè nhà chị Kim cua lên bên này ồ vô phải không biết hai bà không phải đâu chứ cái bè này thì bà ở nó đó là đường 88 á đường 88 như gì trong phòng nhà nếu mà từ trên đây chạy xuống đường 88 á nhà qua nằm tay phải á à, đó hình như anh mày nhớ cái mạng của bà chứ nói gì không biết không tại nhớ tao lấy lần đúng rồi mình còn lâu lắm mà mình nhớ tao lấy lần lấy sò gì đó trong tâm mà chu với ó mà lâu lắm bà mới có lần mà chu là có cái ông gì mà quen với tiền á biết gì không ông nuôi nhà á ông ốc rất là ngon nhưng mà lâu lắm mới có lần hết rau rồi chắc một tuần rồi hết rau hết nấm rồi xong rồi dọn lên bỏ đâu nấm thôi đây là ăn nó sôi cái tắt liền tại vì nó nấm từ nó chín rồi ăn hết rau rồi mình không ăn tại từ ngày mình ăn vịt lộn Việt Nam ngon quá gì mình ăn đi chứ quá từ bữa ăn rồi bữa mà mình dở cái con nó diễn ra là nó có chút thiếu rồi mà đôi lúc nó không có tươi nữa cái đồng đỏ nó dễ mà nó béo mà nó lại ở bên này mình ăn mà nó không biết sao không? Này cũng nhận món cũng bén rồi chứ, bánh tráng trộn nữa. Này cũng bia cũng ngon các bạn, bánh tráng trộn rồi đậu phộng rồi ha. Trong đỏ không có đỏ chết mà nó dẻo. Thì cũng bia cũng ok. Này sao món là lạ không là sao? Mà ở Nha Trang, ở Nha Trang mà vô mua thì 75 ngàn một dozen. Nó gấp 2 luôn. Ở dưới miền Tây có 35 ngàn. Chỗ mình là chỗ đá này chỗ B là chỗ mình là đánh nhiều hơn. Còn thì nó đi khách nó đi lên thì phải nắm lúc nào vậy nắm cũng qua không được qua nếu mà vô mua mà người ta luộc sẵn á nó bảo đảm là con nó vừa là 105 ngàn đúng người ta luộc sẵn rồi người ta bảo đảm luôn nó bao luôn đó thì đó 105 ngàn bao luôn không có gì luôn Yo.
bạn. Nhìn rồi cũng ok mà, nhìn rồi sao gần không hả? Ờ, nhìn rồi đấy. Vẫn ngon như thường.